báo sau trận đấu với huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Ấn Độ và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, cầu thủ đang là số 8 của đội tuyển Ấn Độ. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Next match is the host for us, and it will not be an easy match for sure. But yes, we will also prepare accordingly. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu cuối cùng và chắc chắn đó không phải là một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu đó. Câu hỏi tiếp theo. Next question. Phóng viên có câu hỏi. Question for player, were you surprised with the result today? Not really surprised. We went into this match very confident that we would come up with a win. And so yeah, the team delivered very well. Không hẳn là quá bất ngờ về cái kết quả này, bởi vì là chúng tôi đến với trận đấu này là để chiến thắng. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Definitely, we have seen their first match, and the team looks stronger. They have 12 players on field, as well as this crowd, what is there all around. It will not be easy match, but yes, we have one day to recover and prepare the girls. That we will do, and we were preparing ourselves from the camp when we went back home to play this big match. After. Chúng tôi đã theo dõi trận đấu đầu tiên. Và có thể thấy được rằng là đội tuyển Việt Nam là một đội tuyển mạnh, cũng như là họ có cái sự cổ vũ từ các khán giả tại sân nhà. Tất nhiên là trận đấu thì không dễ dàng, tuy nhiên thì đội của tôi vẫn có một ngày để có thể hồi phục, và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Câu hỏi cuối cùng. Các phóng viên có còn câu hỏi không? Ở hiệp 1 thì Ấn Độ dẫn 3-0, thì trong giờ bảng nào once we were on field, the girls were scoring, so there was nothing to say to stop it about. We wanted more goals, yes, we were trying in the first match also, second match also we did the same. Definitely Vietnam has a chance because they are playing the second match, but nevertheless tomorrow will be like a finals only for both the teams. Một khi mà các cầu thủ thi đấu trên sân thì không có lý do gì mà tôi lại yêu cầu các cầu thủ là không ghi bàn, không tiếp tục ghi bàn. Và cái chiến thuật ở hiệp 1 cũng như là tinh thần ở hiệp 1 hoàn toàn giống với cả hiệp 2. Tất nhiên là đội tuyển Việt Nam họ cũng có cơ hội khi họ sẽ thi đấu trận đấu tiếp theo trong ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho trận sau. Ta sẽ kết thúc họp báo tại đây.